À, đó là cái thuật ngữ mà chúng tôi sẽ sử dụng trong cái bài này với cái tên gọi là tác động mạch phổi cấp thì rất nhiều người hiện nay đang gọi là nhồi máu phổi thì nó không hợp lý đâu còn gọi là tắc thuyên tắc phổi cũng cũng tạm được nhưng mà nó thuần việt hơn là tác động mạch phổi rồi về mặt dịch tễ thì đây là một bệnh lý bệnh lý cấp cứu trên toàn thế giới và nó là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba đứng hàng thứ ba hay là những nguyên nhân thường gặp sau hàng thứ ba sau những bệnh lý cấp cứu về tim mạch và nó chỉ sau nhồi máu cơ tim và sau đột quỵ và tác động phổi ở các nước trên thế giới trong đó đặc biệt ở Mỹ thì với cái tần suất rất là cao từ 39 nghìn 40 nghìn trên 100 nghìn dân 100 nghìn dân với cái thành phần như thế đối tác động phổi và cái tỷ lệ tử vong mỗi năm con số tử vong mỗi năm ở Mỹ chẳng hạn là tới 300.000 ca mỗi năm. Còn ở Việt Nam chúng ta thì ở châu Âu là khoảng 60.000 ca mỗi năm. Thì ở Việt Nam chúng ta thì không có thống kê. Vì chúng ta là mỗi bệnh viện một phần mềm, mỗi bệnh viện một một cách. Và giờ chúng ta cũng chưa chẩn đoán đến nơi đến chốn Nhiều bệnh viện có thể đột tử mà chúng ta không biết được đột tử do cái gì. Nhiều bệnh nhân có thể tử vong mà chúng ta không thể biết được nguyên nhân đó là gì. Vì chúng ta không có một Uh, một tử thi bệnh nhân uh, xin về thôi chết xin về thôi và chết xin về đều là không rõ nguyên nhân và những con số thì uh, trên thế giới trong cái uh, cái báo cáo và uh, của cái hội uh, tim mạch châu Âu năm 2019 trong cái cập nhật ấy, thì người ta đưa ra một cái hai cái sơ đồ như thế này thì chúng ta thấy rằng là à cái uh, những cái ca nặng ở các nghiên cứu khác nhau trên thế giới như là ở Trung Quốc, ở Ý, ở Tây Ban Nha, ở Mỹ. Thì thế là các nghiên cứu từ năm 1997 đến 2013, chúng ta thấy những cái ca nặng, cái tỷ lệ nó giảm đi, số ca nặng trên 100 ca tác động phổi. Thì những cái ca này giảm đi trông thấy với đường đao xuống rất là dốc. Thì à, chúng ta nhìn cái này thì thôi, nhất là tôi khi mà cũng là người người thích nghiên cứu về lĩnh vực này có, có phải chăng là chúng ta không còn việc để làm? Có phải chăng không còn việc làm vì thấy cái nhìn đến thì đau số này còn có gì để làm đâu? Tuy nhiên là khi nhìn sang cái uh, sơ đồ bên trái thì chúng ta lại thấy rằng là à số ca được chẩn đoán tác bệnh phổi trên một trăm nghìn dân nó lại tăng lên số ca tác bệnh phổi được chẩn đoán là tăng lên tỷ lệ tăng lên số ca trên 100 trăm nghìn dân tăng lên à như vậy thì chúng ta hiểu rằng từ hai sơ đồ này như thế nào số ca tỷ lệ các ca nặng trên ca động mạch phổi thì giảm xuống tuy nhiên số ca tác động phối phổi trên trăm nghìn dân lại tăng lên thì điều này có nghĩa là gì mẫu số tăng lên từ số không thay đổi hoặc là tử số có tăng ít nhưng mẫu số tăng nhiều thì cái tỷ lệ này nó cũng sẽ giảm xuống và tỷ lệ này giảm xuống cũng chứng tỏ rằng những cái ca mà bị nặng ấy những ca bị nặng ấy thì thường là người ta để ý hơn người ta để ý hơn khi người ta để ý hơn thì người ta sẽ chẩn đoán được và đúng nó phù hợp với một cái cây câu gọi là trong tác động phổi cấp do gôn haber đã nói rằng nghĩ đến thì chẩn đoán được nghĩ đến thì làm được còn không nghĩ đến là đi theo cái hướng khác và rất nhiều trường hợp vào a 9 thì các bác chỉ nghĩ câu là suy tim mà thôi suy tim và gửi vào tim mạch để xong tim mạch là bị phát hiện vào trong tim mạch mà cũng cứ đi từ suy tim theo cái hướng những hướng phổ biến hơn thì sẽ để bỏ sót và <laughs> cho đến bây giờ thì tôi thấy những cái ca bỏ sót nó ít dần chúng ta đã cảnh giác tốt hơn cho nên cái số ca mà tác động phổi kể cả không triệu chứng cũng đã được phát hiện nhiều hơn vì vậy là cái mẫu số tăng lên cái tử số gần như tăng ít hoặc là không thay đổi bởi vì người ta luôn luôn cảnh giác với những trường hợp này vì nó có nhiều thứ mà làm đe dọa quá buộc người ta phải rất là khẩn trương làm chẩn đoán đó là một câu chuyện mà qua hai cái sơ đồ này chúng ta thấy à, kể cả thế giới vẫn rất nhiều biện pháp để dự phòng nhưng nó giờ dường như là cũng không thay đổi lắm trong câu chuyện về tác động phổi càng ngày càng nhiều hơn có là cũng một phần nữa là giờ chúng ta cảnh giác hơn, một phần nữa là cái phương tiện mà chúng ta à, có để mà chẩn đoán và các à, về phương tiện kể và kiến thức cũng như là về về à, các phương tiện chẩn đoán nhiều hơn, tốt hơn, chính xác hơn đã giúp chúng ta chẩn đoán được nhiều hơn. Đối tác phổi cấp thì có một cơ chế sinh lý bệnh dẫn đến bệnh nhân bị tử vong tại sao tác động cấp lại được uh, xếp là như là cái gọi là cấp cứu tim mạch không phải là nghe chữ phổi mà lại không phải là phổi uh, vì là chúng ta thấy và cái huyết động có vẻ thay đổi nhiều hơn và thay đổi sớm hơn so với chuyện hô hấp đó là khi mà có tác động phổi cấp nó sẽ làm tăng uh, hậu gánh của thất phải khi tăng hậu gánh của thất phải sẽ làm cho thất phải giãn ra sẽ làm thiếu làm suy cái thất phải à, suy suy van ba lá và nó làm tăng cái thành của uh, làm tăng sức cản trên thành làm tăng cái sức cản và hay là tăng căng cái thành của thất phải và với cái sự hoạt hóa của hệ hormone của thể dịch các có sự viêm viêm cơ tim viêm cơ tim và làm tăng nhu cầu oxy của thất phải và làm tăng sân ở trong tăng sân ở uh, phải uh, phải trái à, tăng sân ở cái À, ở trong phổi, tăng sân của uh, ở trong phổi. Và nó làm thiếu máu của thất phải cũng như là làm cho uh, tổn thương uh, cơ tế bào uh, cơ tim mới dạng không oxy, uh, thiếu oxy và làm giảm co bóp của thất phải, cũng như làm giảm cái cung lượng tim của thất phải cũng uh, kéo theo đến làm khi mà thất phải bị giảm cung lượng tim đồng nghĩa với lại giảm tiền gánh cho thất trái. Và cung lượng tim cũng bị giảm đi và áp huyết áp hệ thống cũng sẽ bị giảm và làm cho tưới máu vành cũng giảm đi và uh, oxy cung cấp cho thất phải cũng bị giảm theo nó sẽ dẫn đến bệnh nhân theo cái chiều hướng trục như này dẫn đến bệnh nhân bị sốc và dẫn đến bệnh nhân tử vong và chúng ta thấy ở đây cũng câu chuyện của oxy không thể nói là suy hô hấp suy cái gì cả mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cái tuần hoàn và uh, cái cuối cùng là bệnh nhân có thể tử vong và cái tử vong đó rất là nhanh chóng thế cái tử vong này thì người ta thấy rằng là cái nhóm bệnh nhân mà ngừng tuần hoàn mà đột tử do tăng loại phổi thì cơ hội sống hiếm lắm cơ, sống, cơ hội sống rất ít chúng tôi đã gặp những bệnh nhân mà có được chẩn đoán là huyết khối tĩnh mạch sâu và đang chờ để đi đang thấy là đang có tụt huyết áp đang có hiện tượng sốc và đang chờ để làm thêm cái chẩn đoán cho nó sáng tỏ hơn để chúng ta dùng cái biện pháp tái tư máu phổi thì bệnh nhân lăn đùng ngừng tuần hoàn trong trường hợp đấy một số trường hợp thì đa số trường hợp là càng ép tim càng chết chả làm chả không giải quyết được nó cứ là một đường thẳng lì à, vẫn là vô tâm thu vẫn như thế Còn một số trường hợp thì cứu được nhưng mà sau đó chẩn đoán xác định là tác động phối phổi thì cơ hội làm được nó cũng rất ít vì lúc đấy chúng ta à, gần như là sau có phẫu thuật hoặc là bị có gãy có phẫu thuật hoặc là bị gãy xương trong vòng à, một tháng trước trong vòng những tháng trong vòng một tháng trước thì cho một điểm những bệnh nhân ho ra máu cho một điểm ung thư đang tiến triển cho một điểm những bệnh nhân có đau chân một bên cho một điểm những bệnh nhân có đau chân một bên và có dấu hiệu huyết khối, à, khối tĩnh mạch sâu thì cho một điểm à, những bệnh nhân trên 65 tuổi cho một điểm Tất cả những điểm này thì chúng ta thấy là nếu nhịp tim nhanh được đánh giá rất là cao trên 9 năm phút là cho tận hai điểm. Và tổng điểm nếu mà trên bằng 3 điểm là nguy cơ tác động phổi rất là cao, khả năng tác động phổi rất là cao. Từ 0,2 điểm là khả năng thấp, còn có thể chia thành 3 mức, mức độ nguy khả năng thấp, khả năng trung bình và khả năng cao. Đó, theo cái cách chia khác nhau, tuy nhiên chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng theo hai cách nhiều cái nghiên cứu nhiều gai lai người ta sử dụng theo phân loại 3 cách nhưng để đơn giản hóa thì người ta có thể sử dụng theo cách mức phân loại 2 hai 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 mức thôi là thấp và cao và khả năng khả năng cao và khả năng thấp thì uh, vai trò của DDME ở đâu thì trong nơi chúng tôi nói nhưng mà trong cái bài này vì mang tính chất cập nhật cho chúng ta sẽ nói các bạn theo một cách là chúng ta lựa chọn cái gì là tốt nhất và thị hành hiện nay cũng như là mang tính chất cập nhật thì uh, để mà chẩn đoán xác định tác phổi cấp thì chúng ta thấy là gì mổ tử thi vẫn là xác định nhất khi mà mổ ra thấy huyết khối nó nằm trong động mạch phổi đó là chính xác nhất tuy nhiên chúng ta không bao giờ đợi đến giai đoạn mổ tử thi mới làm bởi việc của chúng ta là việc cứu chữa bệnh còn mổ tử thi là có những nhà pháp y đúng không ạ và chúng ta được chứng kiến được cái việc đấy thì cũng là tốt thôi nhưng mà không phải bao giờ chúng ta cũng mong về việc đấy thì à, trước đây thì chụp động mạch phổi xâm lấn được xem như là tiêu chuẩn vàng đó là trước đây thế vì gọi là đã từng đó là trong lịch sử thì chụp động mạch phổi được xem như là tiêu chuẩn vàng còn ngay bởi vì nó có nhiều cái điều không hay đó là gì đây là một thăm dò xâm lấn nếu mà chẩn đoán xong nếu cần tiêu sữa huyết thì có nguy cơ nó chảy máu ở chỗ xít đưa vào cái chỗ mà cái đường vào à, tĩnh mạch à, đùi ấy, có thể gây chảy máu ở đó và thực tế là lâu lâu người ta không làm thì những người chụp động mạch phổi lên có khi cũng không đọc được không có kinh nghiệm để mà đọc và nhiều trung tâm không đọc được và nữa là ăn tia rất là nhiều ăn tia nhiều đây là ăn tia nhiều nhất trong các biện pháp thế thì à, bên cạnh đó chúng ta thấy có vq scan vq scan thì à, là chụp thông khí tưới máu bằng uh, technic sum người ta sẽ kết hợp giữa technic sum cái loại uh, uh, cho khí dung và technic sum gắn albumin cho truyền tĩnh mạch người ta sẽ chụp với cái cũng có tia ích những cái tia xạ này cái liều thấp hơn rất nhiều so với lại các biện pháp à, kinh điển thì à, nếu mà có sự không tương thích giữa tưới máu và thông khí thông khí và tưới máu thì người ta nói là khả năng tác động phổi sẽ cao trung bình hay là thấp à, khả năng khả năng có nghĩa là gì người ta dùng cái biện pháp này người ta không thấy được cái huyết khối trong động mạch phổi mà người ta chỉ nói để là khả năng thôi và nó rất khó để cho những trường hợp mà à, phổi người ta vốn không lành có một số bệnh lý kèm theo thì à, ngày nay ct ct động mạch phổi gọi tắt là ctpa à, ct các bạn cũng có thể gọi là ct động mạch phổi pulmonary angiography đấy thì là ct thì à, đây là một cái ít xâm lấn à, chúng ta sẽ bơm thuốc và ta chụp vào thôi và bây giờ nhiều nơi có thể chụp được chụp rất là nhanh ngoài à, và và ngoài cái việc là thấy được huyết khối trong nội phổi hay không nó có thể giúp chúng ta chẩn đoán một số các loại cấp cứu khác như là tràn khí bằng phổi u bằng phổi tràn tràn dịch bằng phổi tràn khí bằng phổi à, cũng có thể chẩn đoán ngay cả phù phổi cấp cũng chẩn đoán được và à, một số trường hợp thì chụp chậm một tí rồi thấy cả bóc tách động mạch chủ nữa à, và cái cái này thì à, mức độ ăn tia của nó cũng sẽ không không quá cao một lần chụp thì cũng không quá cao nó cũng không hơn so với lần chụp x quang là mấy và À, trong một số trường hợp à, có thai người ta khi không có sự lựa chọn nào khác Nhiều khi người ta cũng vác ra người ta chụp à, Và chúng tôi cũng có một số cái ca như thế Như là đối với những bệnh có thai thì chúng ta sẽ có một cái phác đồ để chẩn đoán sau đây Sau đây trong cái bài bài cuối của bài này Và bây giờ là về phần à, các phác đồ trong trần đoán Thì so với những cái lại lần trước thì lần này cái phác đồ trong trần đoán Nó cũng không có gì khác lắm thì đối với những bệnh nhân tác động phổi cấp thì bao giờ cũng phân phải phân loại ra cái nhóm đó là nguy nhóm đấy có huyết động ổn định hay không ổn động ổn định à, cái màu xanh trên slide này là rất là dễ hiểu rằng là trường hợp này là những không có gì quá cấp cứu đây là những trường hợp mà tác động phổi nghi ngờ tác động phổi nhưng mà huyết động hoàn toàn ổn định chúng ta có thời gian để chúng ta làm chúng ta có thời gian để chúng ta mân mê thì đầu tiên là chúng ta đánh giá khả năng lâm sàng tác động phổi là như thế nào thì nếu mà khả năng thấp, khả năng thấp hoặc là khả năng thấp đến trung bình theo cách phân loại 3 mức hoặc là khả năng không cao trong cái mức phân đoạn ở là hai mức. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải dùng DDME. DDME sẽ giúp chúng ta làm gì? Nếu DDME âm tính sẽ loại trừ toàn phối cấp ngay. Vì điểm thấp cộng với DDME, yên tâm loại trừ. Và các nghiên cứu kinh điển mà nói là cứ sau 3 tháng chẳng cần vừa cần dùng làm gì không dùng dự phòng không dùng cái gì hết thì sau 3 tháng chỉ có ba dưới ba phần trăm là có xuất hiện biến cố về thuyên tắc khối tĩnh mạch mà thôi còn nếu mà DDM mà dương tính thì lúc này chúng ta phải làm bước tiếp theo là chụp CT động mạch phổi CT động mạch phổi có thuốc cản quang thì nếu không thấy hớt khối thì loại trừ đi mà có thấy hớt khối thì chúng ta điều trị và ddme đây là một câu chuyện tí nữa chúng tôi sẽ nói sau và nó sẽ có những cập nhật khác với lại cho những kiến thức cũ của chúng ta trái lại là nếu thang điểm lâm sàng mà cao hoặc là khả năng tác động phổi mà cao à, thì chúng ta không cần đợi ddme chúng ta không cần làm ddme mà chúng ta làm thẳng luôn ct động mạch phổi nếu mà không có huyết khối trong động mạch phổi thì chúng ta nên tìm nguyên nhân khác và và không có điều trị gì tác động phổi cả nếu như có huyết khối trong đội phổi thì chúng ta điều trị và chúng ta điều trị theo cái phác đồ của những người mà huyết, tác động phổi huyết động ổn định ngược lại với những trường hợp mà tác động phổi cấp nghi nghi tác động phổi cấp thôi huyết động không ổn định họ có tụt huyết áp thì bệnh nhân khuyến khích à, được làm siêu âm tại giường đây là cái điểm thay siêu âm tại giường siêu âm qua thành ngược thôi đây, tất nhiên là không thể qua thực quản được thì chúng ta đánh giá chức năng thất phải thế nào đánh giá chức năng thất phải à nếu chức năng thất phải hoàn toàn bảo tồn tức là không có thay đổi gì cả thất phải vẫn nhỏ nhắn xinh xắn vẫn không có hiện tượng đè đầy thất trái đè đầy vách liên thất vẫn không có trường hợp hở van ba lá vẫn không có kiểu là tăng áp phổi thì chúng ta đo được qua phổi van ba lá thì trong cái trường hợp này chúng ta hãy nghĩ đến nguyên nhân khác và một trường hợp bị tụt huyết áp bị sốc mà khi chúng ta đặt cái dầu dò siêu âm tim lên thấy cái tim nhỏ nhắn như thế hãy tìm nguyên nhân khác tĩnh mạch phổi tĩnh mạch chủ dưới thì xẹp ngay chỗ đổ vào nhĩ phải nhĩ phải đấy xẹp chúng ta phải nghĩ đến nguyên nhân khác có thể là nguyên nhân thiếu dịch đấy có nghĩa là sốc nhiễm khuẩn trong thì đầu chúng ta đổ dịch cho bệnh nhân thấy huyết áp nó sẽ lên vậy à nếu như có dấu loại như đoạn thất phải thì chúng ta xem xét xem xét là bây giờ có thể đi chụp được CT động mạch phổi hay không CT động mạch phổi hay không à, chụp được dựa vào đâu dựa vào tình trạng của bệnh nhân bệnh nhân uh, có đủ nặng để không được phải không được đi không bệnh nhân có nguy cơ tử vong khi chúng ta đẩy bệnh nhân đi sang chụp uh, phòng chụp ct hay không bệnh nhân có nguy cơ tử vong khi chúng ta rời cái nơi theo dõi hay không uh, uh, hoặc là bệnh viện chúng ta có cái máy chụp các lớp với trí động mạch phổi không hoặc là bệnh viện chúng ta có cái kỹ thuật chụp với cái này không có khả năng chụp được không rất nhiều yếu tố mà chúng ta phải uh, cân nhắc đến nếu như bệnh nhân mà nói là khả năng chụp được đi được chúng tôi cũng nhiều lần như thế bệnh nhân tụt huyết áp chúng tôi cho thuốc cho một ít dịch cho một thuốc vận mạch khi mà huyết áp lên được bệnh nhân ổn định một chút chúng tôi hoàn toàn phải đẩy đi để chụp chụp ct lên nếu không có huyết khối thôi loại trừ luôn một trường hợp tụt áp như thế mà chụp nghi ngờ nghi ngờ là tác động phổi mà chụp ct lên thì không thấy gì trong động phổi thì coi như loại trừ luôn phải tìm nguyên nhân sốc khác trái lại là chụp ct lên lại thấy huyết khối động phổi thì phải chụp thôi còn cái nhánh bên này nếu như đã có tụt huyết áp và bây giờ lại không thể chụp được CT mà trong khi tay chúng ta chỉ có mỗi máy siêu âm tim, có máy siêu âm với đầu dò siêu âm tim, chúng ta kéo lại bên giường bệnh nhân, chúng ta chụp, à, chúng ta làm siêu âm, à, siêu âm mà thấy được dối loạn chúng ta rất phải rồi thì chúng ta có thể điều trị tác động phổi cấp cho bệnh nhân như là chúng ta được đã được khẳng định về khẳng định bằng chụp CT thì cái những trường hợp này là tất nhiên không phải bao giờ cũng tình trạng nó cũng có rơi vào nhóm này và chúng ta cũng cứ mong muốn rằng là sẽ thấy huyết khối trong động mạch phổi và chúng ta điều trị sẽ tốt hơn tự tin hơn thì có những trường hợp cũng may mắn là chúng ta sẽ siêu âm tim sẽ thấy được cả huyết khối trong động mạch phổi nữa thấy huyết khối trong buồng tim những trong trường hợp này có giá trị như nhau có giá trị như nhau rất quan trọng và nên, vì thế siêu âm tim được đánh giá là rất quan trọng trong trường hợp trần đoán tiếp cận trần đoán và điều trị những bệnh nhân tác động phổi cấp tại tại khoa hồi sức hoặc là những bệnh nhân rất nặng không thể di chuyển được những chỗ khác về mặt điều trị thì tác động phổi cấp chúng ta có thể à, hiểu rằng là à, phải căn cứ vào đầu tiên là cái huyết động của bệnh nhân như thế nào thì nếu mà bệnh nhân huyết động bệnh nhân ổn định ổn định hay nói là người ta nói là đánh giá tình trạng có rối loạn huyết động không nếu bệnh nhân không có rối loạn huyết động thì chúng ta sẽ làm các bước chẩn đoán giống như cái sơ đúng đấy và việc điều trị ở những cái nhóm này đơn giản thôi không có vấn đề gì là ghê gớm cả cái câu chuyện quan trọng nhất là chống đông và à, chúng ta sẽ có một đi theo sau một loạt cái 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 phức tạp hơn thì tí tôi nói phía sau nếu bệnh nhân đó chẩn đoán xác định là tóc bị phổi cấp mà lại huyết động không ổn định thì nhóm này người ta là nguy cơ tử vong cao thì người nay lập tức khuyến cáo là nên tái tưới máu sớm cấp cứu cho bệnh nhân và hỗ trợ về tuần hoàn cho bệnh nhân cái nhóm này là nguy cơ tử vong rất là cao cái nhóm bệnh nhân kia là cái nhóm bệnh nhân là huyết động hoàn toàn ổn định thì chúng ta check như sau chúng ta đánh giá cái nguy cơ mức độ nặng trên lâm sàng và dựa dựa vào tình trạng lâm sàng và dựa vào những bệnh lý kèm theo thì chúng ta cũng biết rằng có thang điểm gọi là Percy gọi là Percy là Pulmonary Embolism Severity Index thì cái nhóm này có thể dùng theo cách kinh điển phân loại theo bốn mức hoặc là có thể dựa theo cái nhóm cách phân loại cải tiến là dựa theo hai mức thì dựa theo cải tiến thôi thì cái kia theo bốn mức và cái này theo hai mức tức là gì chúng tôi cũng thường dùng S Percy thôi S Percy là cải tiến khi S Percy lớn bằng một điểm thì gọi là nguy cơ cao À, dựa đây thang điểm pso hoàn toàn vào lâm sàng còn cái có một cái thang điểm khác là Hesia thì có mới trong năm nay và cái đây là cái đề tài mà tôi đang cho một bạn à, sinh viên y 6 làm cái đề tài này à, về đề tài trong cái thang điểm này đó và thứ hai là chúng ta đánh giá chức năng thất phải của bệnh nhân đánh giá chức năng thất phải của bệnh nhân dựa trên siêu âm tim và qua thành ngực và dựa trên ct si động mạch phổi thì à, chúng ta đánh giá cái này nếu bệnh nhân mà có à nếu bệnh nhân có yếu tố 1 và hoặc hoặc là có yếu tố 2 hoặc là yếu tố hại tức là cái này thay đổi hoặc cái này thay đổi thì chúng ta phải đi tiếp một bước nữa là làm troponin T troponin nếu troponin mà dương tính mà tăng thì chúng ta xếp cái bệnh nhân vào Nguy cơ tử vong trung bình cao Nhóm này chúng ta phải theo dõi rất sát Và có thể phải sử dụng Cái tiêu sữa huyết hoặc là tái tiêm máu phổi Cứu vãn Còn cái nhóm này troponin T lại bình thường Âm tính Thì nhóm này thay đổi như thế này Thì cũng không quá nguy hiểm Xếp vào cái nhóm là Nguy cơ trung bình, trung bình thấp Và cho bệnh nhân theo dõi Trong bệnh viện và điều trị trong bệnh viện Đặc biệt cái nhóm chẳng có cái dấu hiệu nào Hoặc họ không có cả một hoặc là không có gây hai dấu hiệu hai à, được xếp vào nhóm là nhóm nguy cơ thấp và tất nhiên là cái nhóm đấy chúng ta cũng không cần phải làm cho tê nữa và trong nhiều trường hợp à, chúng ta đánh giá các bệnh nhân như là à, chúng ta xem là có cái yếu tố khác phải nhập viện hay không ví dụ là cái yếu tố của bệnh lý nền hay là bệnh nhân này có gia đình và xã hội có hỗ trợ không hề độc thân nhà thì không có đi lang thang hay là bệnh nhân này có tiếp cận dễ với lại chăm sóc như chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc là, hoặc là bác sĩ gia đình hoặc là gần bệnh viện hay không những cái tiêu chuẩn những cái thứ này chúng ta thấy là không thuận lợi để cho bệnh nhân nếu thuận lợi tốt thì chúng ta có thể cho bệnh nhân ra viện còn nếu không thuận lợi phải cho bệnh nhân nhập viện nhưng mà ở việt nam chúng ta có lẽ rằng cái yếu tố này nó cũng đang rất là mù mờ vì y tế cơ sở của chúng ta hoặc là bác sĩ gia đình của chúng ta cũng không phải là là tốt và nhiều bệnh nhân có như này thì chúng tôi, tôi cũng chưa thấy là có bệnh nhân nào được ra viện ngay từ ngày đầu nhà ngày đầu tiên cả và ít nhất cũng phải nằm một vài ngày để chúng ta đánh giá xem bệnh nhân có đáp ứng với điều trị không hoặc các thuốc có thể dùng được hay không. Ở đây tôi vừa nói một cái phân tầng nguy cơ thì nhẽ ra cái này phải đưa trước cái phân tầng nguy cơ trong trước cái phần điều trị. Nhưng mà nó cũng đưa sau nó cũng không sao Đó là gì à, Tác động phổi sẽ được phân tầng Thành ba à, mức độ Dựa vào nguy cơ tử vong sớm à, Có mức độ Nguy cơ tử vong cao, nguy cơ tử vong trung bình Và nguy cơ tử vong thấp Dựa vào huyết động <laughs> Dựa vào cái dấu ấu à, Thang điểm Percy Dựa vào Thang điểm Percy này bác sĩ Hải à, Nội chú Tim Mạch vừa vừa làm đề tài với tôi về cái này À, uh, tiếp theo là thang điểm uh, dấu loạn ta thất phải trên sườn tim con thành thành ngực và qua CT động mạch phổi và dựa vào troponin T, troponin. Thì um, chúng ta thấy là những trường hợp mà nguy cơ tử vong cao là khi mà khi mà bệnh nhân có đầy đủ các dấu hiệu đó. Nguy cơ tử vong thấp là khi bệnh nhân chẳng có dấu hiệu nào cả. Chẳng có dấu hiệu nào cả. Chỉ có mỗi huyết khối trong động mạch phổi mà thôi. Thế cái nguy cơ tử vong trung bình là khi bệnh nhân mà có huyết động bình thường, huyết động không bị rối loạn, dạ. Và sau đấy thì chúng ta phải căn cứ vào những cái thứ khác như là Percy, rối loạn như là theo phải trên hình ảnh học và tăng chobonin hay hay không mà để phân hai cái nhóm trung bình thành trung trung bình thành hai nhóm là trung bình cao và trung bình thấp. Trung bình cao, trung bình thấp thì chúng ta thấy là à, có Percy cao, nhưng uh, có một trong hai cái thứ trên đây là thay đổi mà thôi Còn trung bình cao là gì Khi có xi cũng cao Và dối lại những nó phải trên, trên lâm sàng Cũng như, à trên hình ảnh học Cũng như là có tăng cái troponin Mà ở chúng ta hay làm là troponin T Thì uh, tại sao phải phân rõ hai cái mức này Thì uh, có một câu chuyện khá thú vị là chúng ta thấy rằng Nguy cơ tử vong của nhóm cao thì rõ ràng rồi Lại còn có nguy cơ tử vong trung bình Và nguy cơ chủ vung vũ tử vong còn là trung bình thấp như này thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong của các phân tầng này rất khác nhau nhưng mà cái chỗ mà trung bình cao và cao thì nó lại rất là gần nhau và cái chỗ đấy là nơi có gọi là điểm uốn mà chúng ta phải theo dõi rất sát có thể bệnh nhân sẽ chuyển hướng gọi là gọi là uh, upgrade lên cái mức cao hơn nguy cơ tử vong cao hơn thì ở đây người ta phải làm và đây là những cái việc mà chúng ta phải à đây có tắt trình à, nhưng không hoàn toàn thế. Đấy. Tiếp theo, à, siêu âm tim trong phân tầng nguy cơ theo ESC chín thì à, chúng ta làm những việc gì thì à, các bác sĩ là chuyên chuyên gia về lĩnh vực siêu âm thì à, tôi cũng không muốn nói à, múa diều chứ mắt thợ nữa. Mà tôi chỉ nhìn thấy là siêu âm tim trong đánh giá tác động phổi thì đừng có phức tạp. À, những người mà làm siêu tim cơ bản thì có thể làm được những cái này ví dụ như, như là à, chúng ta thấy thấy hình ảnh thất phải giãn trên cái à, trục dài cạnh ức trên cái cái trục dài bốn buồng cạnh ức chúng ta thấy cái thất phải rất là giãn đường kính thất phải thời kỳ tâm trương rất là giãn à, trên cái à, à, mặt cắt cũng à, bốn buồng thì à, chúng ta thấy rằng thất phải giãn hơn so với thất trái à, và tỷ lệ thất phải trên thất trái thời kỳ tâm trương là trên một và có cái dấu hiệu Macconel dấu hiệu Macconel là gì dấu hiệu Macconel là có sự đè đầy của thất phái rối loạn uh, vách lên thất tuy nhiên là mỏm tim hoạt động bình thường mỏm tim hoạt động bình thường nếu có rối loạn vách lên thất cộng với lại uh, mỏm tim mà bất thường thì đây là câu chuyện của nhồi máu cơ tim trước uh, trước vách đúng không? còn ở trong trường hợp này là mỏm tim hoạt động bình thường còn vách lên thất thì di động uh, khác thường Uh, thất thường bất, bất thường thì uh, cái xu hướng của nó là vì thất phải nó gia tăng về áp lực cho nên sẽ đẩy thất phải đẩy vách lên thất sang bên thất trái và đây là cái dấu, dấu hiệu cũng rất là uh, thường gặp và trên cái uh, trục uh, cắt ngắn trục ngang cạnh ức thì người ta sẽ thấy là cái thất uh, cái vách lên thất sẽ bị đẩy dẹt đẩy phẳng sang về phía bên thất trái À, đường kính của tĩnh mạch chủ dưới nơi đổ vào nhĩ phải cũng bị, à, bị giãn ra nó bị giãn đây là dưới, à, dưới, dưới, dưới sườn nhìn cái dưới sườn như là dưới họ ức phải không ạ và ngoài ra còn một số chỉ số khác các nghiên cứu khác nhưng mà trong đó có một cái loại à, chúng ta hoàn toàn có thể thấy huyết khối thập thò ở nhĩ phải và thất phải thập thò nhĩ phải và thất phải trong trong những trường hợp này thì có lẽ cũng không cần cố gắng để đi tìm huyết khối trong động mạch phổi vì chúng ta có đầy đủ những cái việc mà chúng ta phải làm chứng cứ mà chúng ta phải làm đối với những trường hợp như này và về DDME như như tôi nói lúc nãy thì DDME lâu nay chúng ta dùng cái định tính là cut off là 500 nanogram trên lít thì bây giờ là cái cut off này theo có những nghiên cứu mới đây thì nó không sử dụng vòng cut off cố định nữa vì DDME là nó không đặc hiệu tuổi càng cao thì DDMA tăng tự nhiên càng nhiều và à, người ta đã có một nghiên cứu à, thấy rằng trên hơn 3.000 bệnh nhân thì à, nếu như lấy DDMA với cut-off là tuổi nhân với 10mg trên lít khi bệnh nhân trên 50 tuổi ấy. ví dụ như bệnh nhân 60 thì chúng ta sẽ lấy cut-off của nó là 600 bệnh nhân là 70 là 700 75 tuổi là 750 đến 90 tuổi là 900 chứ không phải lấy À, nguyên ủy lấy một cách cố định là 500 như ngày xưa nữa thì à, với cách như thế này thì người ta đã loại trừ được à, số 60 6,4 đến 30 phần trăm các trường hợp à, những bệnh nhân mà không cần thiết phải làm làm thêm thì sau khi chẩn đoán à, sau khi tính thang điểm OEM hoặc là Geneva người ta làm DDME dựa vào cái cut off à, tuổi nhân với 10 như thế này người ta đã loại trừ được những trường hợp mà không cần phải đẩy à, đi chẩn đoán đi xa nữa không cần phải chụp nữa và những trường hợp đấy không có trường hợp nào bị âm tính giả đây là một cách mà người ta cũng đã đưa vào guideline vì vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy bệnh nhân ddme thì hãy với con số cái đơn vị là mg trên lít hoặc là nanogram trên decilit gì đó thì nếu như thấy là xưa là cắt off 500 thì bây giờ chúng ta thay đổi cái hoàn toàn có rất là dễ sử dụng và đây là cái khuyến cáo khuyến cáo và trong khuyến cáo người ta cũng đã đưa nói về cái vết độ ăn tia rồi chúng tôi nói chúng ta đã nói một chút về việc đánh giá nguy cơ thì cũng là rất là rõ khi mà chúng ta phân tầng nguy cơ dựa vào cái huyết động của bệnh nhân và một số, một số khái niệm trong đánh giá nguy cơ là gì à, như là khái niệm về ngừng tim thì là những trường hợp tác động phổi mà cần phải hồi sinh tim phổi à, sốc à, tắc nghẽn là những trường hợp mà có huyết áp huyết áp toàn thân dưới 30 m thủy ngân, huyết áp huyết áp hệ thống huyết áp tâm thu trên dưới 90 m thủy ngân hoặc là phải sử dụng thuốc vận mạch để đạt huyết áp huyết áp này trên hoặc bằng 90 m thủy ngân cho dù chúng ta sau khi chúng ta đã được đổ đổ đầy đủ dịch và có dấu hiệu thiếu máu của cơ quan đích như là dấu loạn về tâm thần da thể lạnh ẩm thiểu niệu vô niệu và tăng lắc tát máu và những trường hợp trần đoán được gọi là tụt huyết áp dai dẳng khi mà huyết áp tối đa dưới 90 mm thủy ngân hoặc là sụt trên 40mm thủy ngân huyết áp nền của bệnh nhân và kéo dài trên 15 phút và không tìm, không phải là do nguyên nhân rối loạn nhịp mới xuất hiện hoặc là do thiếu thể tích hay là do sepsis và trong hồi sức à, tác động phổi cấp thì à, những cái lần trước thì người ta cũng không đề cập đến chi tiết lắm vì à, à, những cái lần trước thì người ta cũng chưa có nhiều bệnh nhân được nghiên cứu cũng chưa có nhiều bệnh nhân chưa có nghiên cứu những bệnh nhân nặng liên quan đến chuyện thì, à, là là hồi sức thì à, người ta thấy rằng là thứ nhất là về à, tối ưu hóa dịch tối ưu hóa thể tích thì, à, tối ưu hóa thể tích thì là người ta làm là sau khi chẩn đoán tác động phổi cấp thì à, chúng ta phải hết sức thận trọng truyền uh, dịch bởi vì uh, uh, việc truyền dịch thì uh, nó sẽ gây ra câu chuyện gì thì nó là khi mà uh, khi mà truyền dịch nhiều thì có thể làm cho thất phải giãn hơn và nó làm nặng hơn cái sự tương tác giữa hai thất với nhau có nghĩa là gì nó đẩy cái thất phải sang thất trái và nó làm giảm cung lượng tim và là gây tụt áp cái nặng hơn vậy trong trường hợp này người ta khuyên chúng ta nên truyền khoảng dưới 500 ml dịch trong vòng 15 đến 30 phút trong 15 30 phút và loại dịch dùng là gì đó là nước muối sinh lý 9 phần nghìn hoặc là Ringer lactat và nệ dùng vận mạch à, sau khi chúng ta đã truyền dịch như thế à, và vẫn có tụt huyết áp chúng ta cho các vận mạch và mạch ở đây là chúng ta no dùng no arelin là lựa chọn đầu tay với cái liều nó cũng không quá cao từ 0,2 đến 1 microgram kg trên phút và có thể phối hợp thêm À, với lại dobutamin vì lên nó, nó có tác dụng à, là nó co mạch quá mức và có thể dẫn đến thiếu à, máu cho à, cho tổ chức dùng dobutamin thì lại à, đây là một cái chốp dương nó làm tăng nó 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 có thể làm à, làm xấu đi cái à, tưới máu mạch à, tưới máu động mạch, à, mạch, mạch ngoại vi nếu mà sử dụng à, đơn thuần tức là nó làm giãn động mạch ngoại vi nó làm giảm cái hậu gánh à, và vì thế người ta thường hay kết hợp với lại cái thuốc vận mạch à, Noralin có thể kết hợp với hai thuốc khác nhau và dobutamin cũng có thể là nguy cơ làm rối loạn nhịp tim nhanh hơn vì nó tăng nhu cầu oxy cơ tim và một cái biện pháp hồi sức khác đó là ECMO thì việc sử dụng ECMO cũng được sử dụng cho những trường hợp à, à, cho những trường hợp nào à, cho những trường hợp mà nặng và có nguy cơ ngừng tuần hoàn tí đó, chúng ta nói sâu hơn một chút về cái ECMO này và phương pháp của nó chủ yếu là VA ECMO, VA ECMO. Và biến chứng của ECMO thì chúng ta cũng biết là rất là nhiều. Biến chứng thời gian dùng ECMO là năm trên 5 đến 10 ngày và có thể gây ra chảy máu, nhiễm trùng và à, nó dùng đơn độc, dùng đơn độc. Dùng mình ECMO không thì cho thấy là chưa có cái sự khác biệt nào cả. Thì à, người ta nói rằng là à, có thể là cần à, à, không không tức là không có lợi ích nào à, chưa có lợi ích nếu mà chúng ta dùng đơn độc ngoại trừ chúng ta việc là dùng kết hợp với phẫu thuật và nó cần một cái trung tâm mà có cái đội ngũ nhiều kinh nghiệm về ếch mô việc tiêu sự huyết cho bệnh nhân à, tiêu sữa huyết cho bệnh nhân à, tác phẩm cấp thì trước khi nói một cái câu chuyện là cho bệnh nhân huyết động ổn định thì chúng ta nói về tiêu duy huyết phẫu thuật lấy huyết khối và lấy huyết khối cao là ba biện pháp được sử dụng cho làm tái tư máu phổi cho những trường hợp bị tông phổi cấp có huyết động ổn định cho, huyết động không ổn định có những trường hợp có bị sốc việc đấy là gọi là như là việc kinh điển rồi nên là bây giờ nghĩ đến như là mớ rau về quả cà thôi cũng chả là cái gì ghê gớm cả nếu bệnh nhân tóc phổi cấp có sốc bệnh nhân pháp đầu tiên chúng ta nghĩ đến là phải tiêu xuất huyết cho bệnh nhân các cái lai trước cũng đã nói khẳng định như thế nếu trong trường hợp bệnh nhân mà không có bệnh nhân có chống chỉ định tiêu xuất huyết hoặc là dùng tiêu xuất huyết rồi trong vòng 2 tiếng vẫn còn sốc không cải thiện được thì chúng ta mới nghĩ đến việc là lấy huyết khối hay là hay là phẫu thuật lấy huyết khối trọng nhân lấy khối ggt hay là phẫu thuật Đối với trường phái của Mỹ ấy, thì người ta ưu tiên là nếu mà chống chỉ định tiêu suy huyết hay là dùng tiêu suy mà không có kết quả sau 2 tiếng thì người ta sẽ đưa bệnh nhân vào để lấy huyết khối qua cái để hút huyết khối bằng các dụng cụ. Thì cái dụng cụ ECOS mà đặt tại chỗ rồi siêu âm để làm tan cái huyết khối rồi có gắn một tí thuốc uh, tiêu suy huyết với liều 1mg một bên động mạch trong vòng 1 giờ trong vòng 12 giờ như thế. Đó là một biện pháp người ta favor nhất. À và nếu không làm được những việc đó thì người ta mới đưa bệnh nhân đi mổ mở ngực lấy huyết khối. Nhưng mà trong uh, hội tim mạch châu Âu thì người ta lại à uh, uh, favor hơn cái việc là anh sau khi tiêu sợi huyết không uh, có kết quả sau 2 tiếng, sau khi uh, những bệnh nhân mà có chống chỉ định tiêu sợi huyết thì người ta sẽ đưa bệnh nhân đi mổ lấy huyết khối hơn là lấy huyết khối qua catheter. Đó. Yeah. còn những trường hợp mà bây giờ huyết động hoàn toàn ổn định, tức là nguy cơ tử vong của bệnh nhân không phải là cao, chỉ là trung bình thôi, trung bình. nhưng mà là không phải trung bình là trung bình cao. Thế là trung bình cao thì chúng ta đã xem cái bảng phân loại lúc nãy rồi. khi trung bình cao thì uh, trong khuyến cáo là người ta sẽ theo dõi, chưa cần dùng theo suốt ngay. người ta theo dõi khi mà huyết động bị rối uh, loạn bất ổn thì bất, hoặc là có xu hướng bất ổn à, thì người ta sẽ lôi bệnh nhân ra có thể tiêu xuất cho bệnh nhân và khuyến cáo ngày trước là khuyến cáo 2a thôi nhưng bây giờ là năm 2019 là khuyến cáo 1 cơ khuyến cáo một, một à, khuyến cáo một và nên làm cho bệnh nhân trước đây thì có thể là khuyến cáo 2a làm hay không làm cũng xem xét từng trường hợp nhưng mà trong trường hợp này là khuyến cáo sẵn và những biện pháp khác có thể thay thế cho tiểu thuyết như là phẫu thuật này và lấy hết khối catheter có thể thay thế cho tiểu thuyết cứu vãn cho những trường hợp mà có huyết động nó trở nên không ổn định. Đó là đây tôi nói là những trường hợp mà ban đầu là ổn định. Các thuốc tiểu xuất vẫn kinh điển vẫn được khuyến cáo như những lần trước là ATPA là số 1, Satokina, Urokina là những thứ à, cũ hơn, dùng kéo dài hơn, phức tạp hơn. Thì ATTPA của hội tim mạch châu Âu thì cũng đưa ra hai phác đồ. Một là 100mg truyền trong vòng 2 giờ. Và hai là 0,6mg truyền trong vòng 15 phút. Và tối đa chỉ có 50mg mà thôi. Cái đây là cái liều mà chúng tôi là những người đầu tiên nghiên cứu ở Việt Nam thì đã áp dụng cái liều 0,6mg truyền trong vòng 15 phút. Và tối đa chỉ có một ống ấy. Giờ bây giờ có 100 bệnh nhân thì tự nhiên không có bệnh nhân nào bị chảy máu hay là cái gì cả có những bệnh nhân nguy cơ chảy máu rất là cao chúng tôi không còn cách nào khác cũng dùng cho bệnh nhân nhưng vẫn cứu được bệnh nhân mà không có chảy máu tức cái nguy hiểm của cái việc liều dựa vào cân nặng với 0,6 mg kia 15 phút nó không có cao và trái lại thì trong một số nơi trong Sài Gòn những bệnh viện trợ giấy chẳng hạn các anh cứ theo kiểu Mỹ 100 mg à, mg truyền trong một hai giờ thì đã ghi nhận những trường hợp chảy máu chết bất đắc kỳ tử và có một bệnh nhân ở trong thủ đức thành phố hồ chí minh thì khi ngừng tuần hoàn mà các anh cũng chưa hỏi cũng chưa đọc được tiếp cận đến cái nghiên cứu của chúng tôi thì các anh cho truyền 100 mg trong vòng 2 giờ thì sau đó tuần hoàn có tái lập tuy nhiên là ngày hôm sau bệnh nhân chết vì chảy máu uh, dữ dội ở hai cái màng phổi hai bên và bệnh nhân sốc mất máu chết sốc mất máu chết chết vì sốc mất máu chứ không phải chết vì uh, vì vì tắc mạch đó thì uh, với cái liều sáu g cơ vừa là phụ thuộc cân nặng người Việt chúng ta cũng không phải to cao lắm. Thứ hai là tổng liều cũng chỉ có 50mg, nó rẻ hơn một nửa so với lại cái liều kia. Và chúng tôi cũng đang đi theo cái cái hướng nghiên cứu như thế và tiếp tục để có thêm bệnh nhân. Và cho đến bây giờ thì phải nói rất là tự tin, chúng ta không sử dụng cho những bệnh nhân có chống chỉ định tuyệt đối thôi. Có những chứng chống chỉ định tương đối không có cách nào khác cho họ hoàn toàn có thể sử dụng được từng trường hợp một. Và chúng tôi chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về lĩnh vực này còn các à, tiêu sư khác như sát thủ thì thực ra là về mặt kinh nghiệm thì chúng tôi cũng chỉ có một hai lần dùng cái cho bệnh nhân nhưng mà như một bệnh nhân thì cũng bị chảy máu chảy máu ngay tận đường truyền chảy máu rất dữ dội Thế nên chúng tôi may quá có cái atpa giá hiện nay khoảng 11 triệu một lọ và bảo hiểm trẻ chi trả cũng phải 10 triệu 10 triệu rưỡi chúng ta cũng không ngại khi mà bệnh nhân có bảo hiểm à, thì cũng sẽ điều trị tốt cho bệnh nhân. Chúng ta luôn luôn phải lưu ý là dùng thưa xuyên là luôn luôn phải lưu ý các chống chỉ định. Chống chỉ định là bệnh nhân có tiền sử như là chảy máu não này hoặc là bệnh nhân đột quỵ mà không rõ nguồn gốc à, và bệnh nhân bị nhồi máu não trong vòng 6 tháng. Bệnh nhân có ung thư hệ thần kinh trung ương, bệnh nhân đa chấn thương, bệnh nhân sau phẫu thuật. Chúng tôi có những bệnh nhân sau phẫu thuật cắt túi mật nội soi chẳng hạn và cắt u đại tràng nhé. đôi khi là như thế và thậm chí những bệnh nhân sau mổ thay khớp gối khám chúng tôi cũng cũng đã dùng cũng có thể chảy máu tại chỗ nhưng mà cầm máu nó không phải là việc khó khăn những bệnh nhân mà có chấn thương sọ não trong vòng 3 tuần những bệnh nhân có uh, diazit gì nhỉ bệnh nhân có chảy máu đâu đó bệnh nhân có chảy máu đang hoạt động và bệnh nhân uh, có chống chỉ định tương đối với lại uh, uh, thuốc tiêu xuyết là những bệnh nhân uh, ví dụ như là bệnh nhân có tai biến bệnh não thoáng qua nhồi máu tháo tháng qua trong vòng 6 tháng trước bệnh nhân đang được dùng thuốc chống đông dự phòng đang dùng thuốc chống đông đường uống thì bệnh nhân có thai uh, hoặc là những bệnh nhân mà uh, sau đẻ tuần đầu những bệnh nhân mà có vùng tiêm chọc tại những vùng mà không thể không thể không thể cầm được ví dụ như là đặt te tính mạch ở trung tâm à, chọc vào động mạch ở đâu đó cái chỗ mà đầu, khi mà anh em ít kinh nghiệm đặt te hay phải châm vào động mạch có những người xuyên vào động mạch xong rồi sau đó là vi chẩn đoán vì sao thế mà chúng ta cứ chăm chăm khi mà nhân vừa tụt huyết áp cứ chăm chăm đi đặt cái te để hoàn thiện thủ thuật hoàn thiện tay nghề ấy mà nhưng mà sau đấy thì là hết đường của những người khác chúng ta chẩn đoán tác động phổi cấp và chúng ta lại vốn là chọc chạch linh tinh trong cái động mạch à, đến lúc bây giờ cho cái tiêu suy huyết là bung ngay chúng tôi có một trường hợp thế một trường hợp là ở bên cấp à, cứu bạch mai khi à, khi bệnh nhân đặt cà te sẵn rồi sang chúng chuyển sang chúng tôi tác động phổi cấp Rồi đã tiêu suy huyết cho bệnh nhân nhưng mà sau đấy thì tôi thấy cổ bệnh nhân sưng vù cổ xương vù và tôi uh, nghĩa lại là garo cổ thì khó rồi điều trị mấy hôm thì may quá nó cũng ổn ổn xong thì ra viện mấy tháng sau thấy cổ bệnh nhân lại sưng lại và đến nơi chúng tôi thấy là giò Giờ cái gì là uh, giả phình mạch giả phình động mạch cảnh đấy Thế là các anh đã lúc đặt cây te các anh chọc chạch vào đấy rồi Nước tiêu sữa huyết chúng tôi làm thêm tí nữa nó rộng ra và nó máu cục nó chui đấy tạo giả phình và bệnh nhân đây phải đi mổ để mổ để biết cái giả phình lại bệnh nhân là người Quảng Bình cơ đó những câu chuyện là à, chúng ta nên nhìn cách nhìn tổng quan đừng thiền cận đối với bác sĩ và đặc biệt bác sĩ liên quan đến hồi sức cấp cứu hoặc tim mạch thì nhìn cái uh, global về đừng nên dùng nhìn thấy tức là thấy tụt huyết áp thì là chống mông nên đặt kt ngay kt không phải thứ cấp cứu chỉ có thứ là đường thở mà khi về vấn đề thì chúng ta cố gắng bảo vệ cái đường thở là cái quan trọng nhất còn kt cứ từ từ chúng ta hoàn toàn có thể truyền qua tính mạch ngoại vi trước khi kia mà và đối với cvp nó không phải được thứ quá quan trọng để chúng ta đánh giá dịch cvp nó cũng tương đương với việc là khô rác mạc nhịp nhanh rồi ra khô đã ít mà thôi Ở cvp nó không ghê gớm lắm đâu nha rồi những trường hợp mà những bệnh nhân mà bị phải hồi sức hồi sức chấn thương đấy nằm trong hồi sức lại có bị chấn thương vì khi mà đã hồi sức chấn thương thì nhiều câu chuyện lắm nhiều câu chuyện ở trong trong đấy lắm nó có thể chảy máu linh tinh rồi những trường hợp mà tăng huyết áp thì đây tăng huyết áp đây là đồng chung thôi À, khi huyết áp trên 180 tôi nghĩ là các anh chị đừng nghĩ đến tác động phổi bệnh nhân mà bị huyết áp trên 180 thông thường là rất khó xảy ra đối với trường hợp tác động phổi nặng vì chúng ta biết nó sẽ giảm tiền gánh của thất trái do những câu chuyện loằng ngoằng đấy và nó sẽ giảm tiền gánh thất trái thì huyết áp hệ thống nó sẽ không cao thế này và trước tôi cũng có gặp một bệnh nhân ở khi làm ở cấp cứu bạch mai có một bệnh nhân ở bên c 3 các, anh, các anh gọi tôi đến Bệnh nhân C3 đến rồi là sau mổ sau mổ cắt túi mật tại bệnh viện Việt Đức bệnh nhân bị khó thở và sưng chân một bên chuyển đến C3 tim mạch khi ở C3 thì có à, nói anh thận này nào mà à, làm cùng thì à, chúng tôi tôi gọi được gọi sang thì hỏi xem ngoài tắc động mạch phổi không hỏi cái này ngon quá rồi nhìn vừa sau mổ mà lại sưng chân bây giờ lại suy hấp nhưng có điều mà không phù hợp là huyết áp cứ 170, 160 trên 170. Cái điều này làm người ta phân vân và buộc người phải đi chụp. Thì chụp lên thì hỏi thêm chụp cả động mạch chủ nữa đi. Thì chụp cả động mạch chủ vừa tác động phổi lại vừa bóc tách động mạch chủ. Hoành tráng không? Một trường hợp mà rất hoành tráng. Và tôi lật ngược cái câu chuyện này lại thì một là để chẩn đoán cái việc này tại sao tôi không không nghĩ ngay tác động phổi vì uh, cái huyết áp nó quá cao, chưa trường hợp chưa gặp trường hợp nào mà tao bệnh phổi mà huyết áp cao vút kìa. Và điều thứ hai là tôi học thêm được nữa là rằng là quay ngược lại với một bác sĩ trẻ ở Việt Đức mổ cái cắt túi mật thì uh, càng ngày là các việc cắt túi mật ở các nơi càng người ta làm hết mà rồi, thỉnh thoảng mới chuyển lên Việt Đức. Thì Việt Đức và anh mang thấy bệnh nhân đau dữ dội vùng uh, hạ sườn phải hoặc vùng thượng vị lại thấy một cái túi mật nó hơi căng và thấy một viên sỏi vắt vẻo ở chỗ đường ra gọi là sỏi kẹt túi mật và các anh lợi dụng trong đêm trực để nói là đây là cấp cứu thì nếu để hôm sau các thầy không cho mổ và anh mổ luôn ban đêm và câu chuyện của các anh mổ thì các em biết rồi đấy chúng ta biết là các anh sẽ không để ý đến vấn đề tim mạch huyết áp là cái gì nó không quan trọng lắm và đấy là lý do tại sao có thể là bóc tách trong mạch chủ bụng nó là bóc tách trong mạch chủ bụng mà thì nó đau ở chỗ vấn đề thượng vị ở đau dữ dội thì các anh chẩn đoán đây là sỏi kẹt túi mật và anh mổ cắt túi mật đi còn để lại nguyên dạng là cái động mạch chủ chơi ở đấy bị bóc tách và bị bóc tách thì khi mà mổ xong thì bệnh nhân nằm một chỗ và chịu nguyên câu chuyện là tăng đông rồi chịu nhiều cái câu chuyện là thiếu dịch và bệnh nhân sẽ xuất hiện huyết khối ở chân và phúc bất trùng lai thì đúng là bệnh nhân này đã rơi vào hai thứ mà giống kiểu đi trên dây À, anh dùng chống đông hay không dùng chống đông? Dùng chống đông thì bác giáo cho phải chú nặng lên Còn không dùng chống đông thì tao lại phổi chết Vậy các anh chị biết là sẽ làm cái gì không? Thì à, Cái bệnh nhân này trước đó thì các anh ban đầu nhìn thấy huyết khối Thì các anh đã dùng lovenox rồi Thế nên là Mà Thôi đã dùng rồi Tiếp tục dùng tiếp Và sau đấy thì bệnh nhân xin về chị Xin về Hải Dương Từ đó chúng ta không có bệnh nhân chúng tôi không gặp lại bệnh nhân nữa đó thì chúng tôi không biết được bệnh nhân đi về đâu nhưng mà chúng tôi uh, uh, cũng đang có giữ lại cái dữ liệu cái này chúng tôi sẽ một lúc nào đấy dỗi ngồi viết cái này thì trên thế giới thì lục ra nó cũng chỉ có một ca như thế thôi Và chúng ta lại còn hy uh, hữu hi thì uh, từ những câu chuyện mà uh, hồ đồ của những người trẻ đấy chúng ta được xem là người trẻ mà từ tôi cũng được xem là trẻ vì tôi ta phải chấp nhận một điều rằng trẻ thì rất hồ đồ và rất thiển cận nhìn thấy một thứ mà không thể nhìn thấy một cây mà không nhìn thấy rừng cây là câu chuyện bình thường Thế vậy mà người ta nói thầy già con hát trẻ đừng nghĩ là chúng ta là giỏi tôi tôi nói liên tục nội chú bao giờ rất tinh vi bản thân tôi là nội chú nên hoàn toàn có quyền nói như thế và nội chú thì cũng nhiều lần tinh vi này nhiều lần để lại hậu quả nghiêm trọng thế nhiên là cũng không đến mức quá quá đáng tiếc nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải có những cái bài học từ đó và vì thế mà những giờ khó thì cứ hội trần cứ hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm để chúng ta một ông là bây giờ rất nhiều người sau một ca là hoàn toàn có kinh nghiệm kinh nghiệm chữa cho tất cả những phần còn lại nhưng không phải đâu mà lâm sàng là mô hình môn vẻ nó rất nhiều cái thứ hình thù khác nhau nên chúng ta gặp khó khăn thì cứ gọi cho các thầy các bác sĩ cọc trên mình trông các bác sĩ lờ đờ một tí thường là nội chú rất hay chê những người trực cọc một hoặc những trường ở trên mình già hơn tí thì thường là chê nọ chê kia nhưng mà chúng ta nên biết là các cụ cũng già rồi muốn nghỉ ngơi tí để chỉ chờ lúc nào nặng phải là gọi nên là, là gọi là chúng ta lại nghĩ chúng ta làm được hết chúng ta không gọi nữa là chết đấy thì à, tôi cũng có một loại như thế à, chỗ tôi có một bệnh nhân mà huyết khối tĩnh mạch sâu vừa mới vào các anh cho bệnh nhân một bơm chống đông vì cũng đang chờ để làm tiếp chẩn đoán và chờ có thể cho bệnh nhân nhập viện. thì bệnh nhân uh, uh, lăn đùng ra ngừng tuần hoàn. thì các anh em cứ chống mông rồi ép tim và điện tim cứ cứ là đường thẳng. sáng hôm sau thì uh, tôi đến giao ban thì các anh mới nói với bệnh nhân này như thế. tôi bảo tại sao bọn mày không gọi tao? Uh, cái này lúc biết thừa mười mưa cái thằng này ông ấy ông này chân to xương đùng huyết khối tĩnh mạch sâu. các ông cứ cho bệnh nhân đi lại vì vệ sinh phát là bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn có thể là tao in phổi trong cái hoàn cảnh đó tác phẩm phối là cao nhất đúng không ạ cho chúng ta chưa có máy siêu âm tim hay có máy siêu âm tim có máy siêu âm tim như đặt lên chuyện gì nhưng mà nó ảnh hưởng đến việc ép tim chúng ta có thể không chính xác nhưng cái khả năng chúng ta để cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn nếu mà không qua được hay là chúng ta thử cái dùng tiêu suy cho bệnh nhân thì nếu mà mạnh dạn trong trường hợp đấy vừa đặt tay lên ép tim mặt khác pha siêu tiêu suy chúng ta truyền cho bệnh nhân có thể cải thiện được cái việc đấy còn nếu chúng ta không á chúng ta cứ ép ép rất tích cực nhưng hai ba tiếng đồng hồ vẫn không có CJ si gì cứ đường thẳng vì sao động mạch phổi đã bị tắc rồi ông cứ ép mãi thì máu nó cứ lên đi đâu nó có lên được động phổi nữa đâu không có động mạch phổi thì không có tiền gánh nhân thất trái không có tiền gánh thất trái thì không có không có cung lượng tim và cứ như thế cứ như thế không câu chuyện không được giải quyết và ép tim chỉ là cho mặt hình thức mà thôi vì đấy cái, cái, cái trong trường hợp đấy hoàn toàn có thể cho tiểu chuyện mặc dù người ta nói là à, ngừng tuần hoàn ngừng tuần hoàn cũng được xem là chống chỉ định tương đối của của tiêu sĩ huyết nhưng trong trường hợp mới đây nhất thì mỹ nó là đang cấp cứu ngừng tuần hoàn tức là những bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn và chúng ta đang CPR chúng ta đang CPR cho bệnh nhân và chúng ta nghĩ là bệnh nhân bị tăng phổi cấp chúng ta hoàn toàn ở chỗ đấy và cái chỗ đấy thì nó là một cái trường hợp vùng xám và chúng ta cần với những người có kinh nghiệm và chúng ta cần có một cái những người hỗ trợ chúng ta đứng đằng sau và chúng ta cứ thảo luận và hoàn toàn có thể sử dụng cái trường hợp đấy và đó là đó là một trường hợp mà nó cần cái sự quyết đoán của những người có kinh nghiệm. Cần có sự quyết đoán của những cái bác sĩ. Mà chúng ta phải ô để bảo đảm sự an toàn cho chúng ta. Thì chưa khẳng định được cái việc đấy chúng ta không dùng. Dùng là chết. Đấy như thế thì nếu mình muốn sợ như thế thì chúng ta phải gọi những người có kinh nghiệm. Lãnh đạo chúng ta để hôm sau chúng ta không bị của mắng. À, cái trường hợp đấy chúng ta à, muốn. Nhưng mà phải nói rằng phải nghĩ đến mới làm được. Phải nghĩ đến mới làm được. Có cái việc đó là lúc đấy rất là cuống rồi ngừng tuần hoàn rồi ti tỷ loại nguyên nhân không nghĩ đến thì làm sao mà mà chúng ta biết gọi cho ai chúng ta biết làm gì đó rồi việc ếch mô thì sao ếch mô có thể được xem xét phối hợp với phẫu thuật hoặc là điều chỉ, hoặc là lấy hút khối kd cho bệnh nhân sốc chơ hoặc là ngừng tuần hoàn đây là một chỉ định rất là hay đây là chỉ định mà đối với ếch mô có là là một trong những chỉ định quan trọng nhất của ếch mô ếch mô là có hai thứ ngon ăn nhất là tác động phổi à, ngừng tuần hoàn cho tác động phổi chúng ta cứ ép tim một ông cứ đặt x mô và sau đó thì yên tâm với sống đông nữa thì bệnh nhân sẽ ổn cộng với lại có thể đi lấy mổ lấy huyết khối và bệnh viện đà nẵng cho đến bây giờ là làm hoành tráng bệnh viện bạch mai ở bệnh viện đại y thì chúng tôi mới có ếch mô thôi nhưng mà với đà nẵng thì họ đã có 3 ca ba ca vừa x mô vừa mổ lấy huyết khối rồi đó nếu họ 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 làm tốt hơn nữa còn là chúng ta nên à, chúng ta tuyến cao quá thì có thể là bệnh nhân nặng quá như này không còn đến với chúng ta nữa đi mất rồi thì à, nhưng tất nhiên là ích mô chúng ta chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ tử vong cũng rất cao thậm chí chỉ định đầu vào của xích mô là gì nếu nguy cơ tử vong trên 80% thì kéo ích mô ra làm đó biết thừa là nguy cơ tử vong không làm ECMO không làm gì thì nguy cơ tử vong trên 80% thì sẽ lôi ECMO ra làm. Cho nên hiện nay mô thì có hai cái ngon ăn nhất đó là viêm cơ tim và tác động phổi cấp. À, điều trị lúc nãy tôi nói và những cập nhật đối với những bệnh nhân có huyết động không ổn định, còn những bệnh nhân huyết động mà ổn định và huyết động ổn định thì chúng ta cũng không có gì gây gớm là chúng ta dùng thuốc chống đông thôi. À, vì vì cái bài này tôi uh, thiết kế mang tính chất cập nhật cho nên những người mà chưa được tiếp cận bao giờ thì sẽ cảm thấy là nó nói chẳng có đầu có đũa gì cả nhưng mà trong số chúng ta là sau đại học nên tôi muốn là sẽ đi theo hướng cập nhật chúng ta biết rằng đối với tác đột phổi thì thuốc kinh điển là thuốc chống đông thuốc kinh điển thuốc chống đông là đôi cái là chúng ta có quá nhiều thuốc chống đông để lựa chọn à, những thuốc chống đông nào để lựa chọn cho hoàn cảnh nào thì những trường hợp mà huyết động không ổn định những trường hợp mà ban đầu chúng ta có thể định hướng là bệnh nhân có thể xấu đi, có thể làm can thiệp, có thể là phải mẫu phẫu thuật. Hoặc những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao, thì chúng ta nên dùng eparin không phân đoạn truyền bolus trong một truyền. Truyền bolus là gì? Eparin trọng lượng không phân đoạn 25.000 đơn vị sẽ bolus cho bệnh nhân 80 đơn vị trên kg. Xong thì chúng ta duy trì 18 đơn vị trên vật kg trong vòng một giờ và sau 4 đến 5 tiếng sau chúng ta làm A, đông máu cơ bản e APTT duy trì 1,5 đến 2,3 APTT bệnh nhân chứng là được. Nếu mà cứ sau thay đổi thì chúng ta phải làm 4 tiếng sau phải thực hiện lại cái xét nghiệm đó. Và có một cái bảng, có một cái phác đồ à, cũng dịch và cũng được viết rất nhiều trên mạng đấy. Chúng ta cứ thấy nếu lên thì ABTT lên thì chúng ta lại giảm xuống, ABT giảm chúng ta lại tăng lên. Như thế thì để duy trì Apt bệnh chứng từ 1,5 đến 2,3. À, khi bệnh nhân đã ổn định rồi thì chúng ta vẫn truyền aspirin thì một ngày chúng ta làm hai lần thôi. Còn khi mỗi lần chúng ta thay đổi thì cứ giữ 4 tiếng sau chúng ta lại phải làm. Những bệnh nhân mà huyết động ổn định, tình trạng hoàn toàn ổn định. À, khuyến cáo là chúng ta dùng Eparin trọng lượng phân tử thấp nó có tốt hơn không phải theo dõi gì cả đi tiêm mỗi ngày hai bơm một mg kg cân nặng sáng bơm tối bơm nhưng mà từ khi có thuốc chống đông không phải kháng nguyên cao đường uống gọi là nâu ách ấy. dùng ấy thì chúng ta tuyệt vời không cần phải tiêm trước gì cả chúng ta cũng có thể là xóa bỏ cái cái mặc cảm rằng là chỉ tốt tiêm mới tốt ấy. hoàn toàn có thể cho mấy cái thuốc nâu ách này đối với những bệnh tác động phổi huyết khối tĩnh mạch sâu cái thế gọi là thế mà không rối loạn hết động này uống uống ví dụ rivaro sao băng là thứ mà chúng tôi cũng có nghiên cứu nhiều về cái này và chúng tôi có áp dụng luôn và thấy rất là dễ à, bệnh nhân rất tiện lợi cho bệnh nhân uống một viên sáng một viên tối lúc ăn liều 15 mg hai lần mỗi ngày trong vòng 21 ngày xong rồi chuyển sang à, 20 mg trên một viên một ngày cho vòng 3 6 tháng sau vừa thế tùy cho ba tháng sau thì nghĩa ra cái câu chuyện này nó trở nên dễ và thân thiện hơn rất nhiều so với kháng nguyên ca đường uống kháng nguyên ca đường uống chúng ta phải giữ bệnh nhân lại và phải theo dõi inr ngoài ra phải uh, kiêng đủ loại thức ăn và chứa vitamin k đó nghĩa là khó hơn rất nhiều nguy cơ hơn rất nhiều và cái thuốc này hoàn toàn có thể cho bệnh nhân mới đến uh, chẩn đoán đau bệnh phổi chúng ta làm uh, ước lượng và định hướng tới một số nguyên nhân Chúng ta có thể lấy máu chúng ta làm trong lúc chờ đợi cho về. Uống mấy thuốc này, đơn giản. Về điều trị lâu dài sau 3 tháng thì à, cập nhật à, chúng ta cũng đã biết rằng là à, điều trị dài đến đâu thì chắc chắn rằng là đối với tác phẩm phổi cấp sau khi bị lần đầu thì chúng ta phải ít nhất điều trị trong đông sau đó 3 tháng. Và cái này gọi là điều trị. Có như à, trước tôi hướng dẫn một người, thì các thầy cô bên cấp cứu à bên hồi sức thì nói là làm gì có chuyện điều trị điều trị gì điều trị 3 tháng nữa thế thì bên cô hương vào đây là điều trị còn bên kia phải đây là dự phòng cấp hai rồi tôi thầy thì tôi thì cũng bảo vệ ý kiến của cô hương là đây là người ta gọi là điều trị thế cái bệnh là điều trị mà thời gian điều trị 3 tháng mà vì huyết khối vẫn còn nằm đấy mà thì gọi là điều trị chứ Thế ý kiến khác thế cũng làm khổ các bạn có học chạy xoắn như này. thế thì phải nói rằng là chúng ta thống nhất đây là điều trị ít nhất ba tháng còn à, bây giờ có cái thuốc chống đông đường uống mới thuốc à, không phải khám nguyên ca thì và cái dùng tốt thì người ta cũng gọi là ít nhất sáu tháng ba tháng sáu tháng tùy cái nguy cơ luôn luôn đặt ra nguy cơ một bên là chảy máu một bên là huyết khối huyết khối tai phát thế thì à, nếu nguy cơ chảy máu nhiều hơn thì chúng ta cố gắng giờ giữ được người ta là được ba tháng. Nếu nguy cơ chảy máu nó không cao Mà nguy cơ huyết khối tăng, chúng ta có thể dùng sáu tháng thậm chí dài hơn. Đặc biệt người ta khuyên cáo bây giờ những bệnh nhân mà không rõ cái yếu tố nguy cơ khởi phát thì chúng ta có thể dùng dài hơn. Và đánh giá nguy cơ tái phát ở đây thì chúng ta thấy này, đánh giá nguy cơ tái phát thì người ta sẽ dựa vào à, các yếu tố nguy cơ là đương nhiên người ta chia ra là ba nhóm nhóm có nguy cơ tái phát thấp nhóm nguy cơ tái phát trung bình nhóm nguy cơ tái phát cao nhóm nguy cơ tái phát cao là nguy cơ tái phát xuất hiện trên 8% mỗi năm thì cái nhóm này chúng ta thấy là ung thư đang tiến triển ung thư đang hoạt động hay là một đã bị một hay vài lần bị huyết khối tĩnh mạch sau tức là lần này là tái phát rồi và mà, mà lại không có một cái yếu tố nguy cơ tạm thời nào. ví dụ như người đấy là không phải là vừa mổ cái gì cả. không phải vừa mổ cái gì cả. vẫn bị. và nhóm thứ ba là hội chứng kháng phospholipid hội chứng kháng phospholipid cái nhóm này hội chứng kháng phospholipid là một nhóm nguy cơ tái phát cao. và cái nhóm này thì người, người ta sẽ phải làm gì. thì người ta ưu tiên cho cái việc anh dùng thuốc uh, kéo dài. và nhóm nguy cơ tái phát thấp là cái nhóm nào nhóm ví dụ là nhóm mà có yếu nhóm mà có yếu tố nguy cơ có thể đảo ngược với cái nguy cơ là trên 10 lần so với là thì vì nó có nguy cơ à, vì, à cái ô r trên 10 lần đấy theo cái nhóm nguy cơ lúc đấy, à nguy cơ, nguy cơ nguy cơ cao thì à, ví dụ như là cái nhóm mà phẫu thuật là có gây mê toàn thân trên ba mươi phút rồi nhóm như thế và nhóm mà có nằm tại chỗ trên 3 ngày do cái bệnh lý nội khoa nội khoa cấp tính hoặc là do đợt cấp siêu pini chẳng hạn nhóm mà có chấn thương gãy xương đó cái nhóm là nguy cơ nguy cơ tái phát thấp vì vậy trong cái trường hợp như này người ta điều trị khoảng 3 tháng trong vòng 3 tháng rồi hết cái nguy cơ đó thì người ta sẽ thôi và liên tục cân nhắc nguy cơ tái phát nguy cơ chảy máu khi dùng thuốc chống đông cho bệnh nhân và chúng ta không quên là chúng ta là những cái bác sĩ mà điều trị cho bệnh nhân thì phải liên tục phải đánh giá cái uh, nguy cơ hình thành gọi là nguy cơ huyết khối mạng tính gọi là xin tép với cái uh, thời gian theo dõi là ba đến sáu tháng ba đến sáu tháng và nó có một cái phác đồ như thế này à phác đồ như thế này đấy chúng ta sau ba 6 tháng những bệnh nhân chúng ta tiếp tục dùng chống đông chúng uh, uh, nếu bệnh nhân có khó thở hoặc là rối loạn uh, suy giảm cơ năng của bệnh nhân cơ năng bị thay đổi uh, nếu bệnh nhân không có không có những dấu hiệu bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường không khó thở không rối loạn cơ năng gì cả thì uh, uh, chúng ta theo dõi và tiếp tục uh, dùng thuốc chống đông ở dự phòng thư phát và nếu bệnh nhân có cái dấu hiệu nào đó uh, tái phát sưng đau chân khó thở bảo lúc đấy vào bệnh viện chưa muộn có những bệnh nhân mà có khó thở hoặc có là hạn chế cơ năng thì chúng ta làm siêu tim qua thành ngực để xem là có khả năng bị tăng áp phổi hay không nếu tăng áp phổi mà nguy cơ tăng áp áp lực phổi mà thấp thì uh, chúng ta tìm những nguyên nhân khó thở khác nguyên nhân gì khác đó gây khó thở nếu nguy áp lực bệnh phổi mà cao thì lúc này người ta nói là khuyên nên làm VQ scan để chúng ta tìm cái sự mismatch giữa thông khí và tưới máu nếu mà nó không có thì chúng ta tìm nguyên nhân khác nếu có thì chúng ta phải chuyển bệnh nhân đến những trung tâm mà các chuyên gia để làm trần đoán thêm có phải tăng áp phổi gọi là CTEF hay không và có thể điều trị sâu hơn nữa đó là những trung tâm có kinh nghiệm và đặc biệt là có thể phải bóc tách nội mạc động mạch động mạch phổi và cái kỹ thuật này rất là khó đòi hỏi những trung tâm có kỹ thuật cao và có kinh nghiệm ví dụ như là việt đức thầy ước cũng đã mổ một số trường hợp hoặc là bệnh viện e cũng đã mổ một số trường hợp mà tăng áp phổi mạng tính do huyên khối à, cái nhóm này là rất là nặng và trên thế giới người ta có những trung tâm có những trung tâm chuyên làm cái này chứ không phải chỗ nào cũng làm được đó là cái chúng ta lưu ý như thế à Đối với đối với lại cái thuốc chống đông đường uống không phải khám ca thì người ta có hai cái chống chỉ định, hai chống chỉ định, không phải chống chỉ định nữa mà không được dùng. trong như này là nhóm bệnh nhân suy thận nặng mức độ nặng. Và bây giờ là mức lọc cầu thận dưới 15. Trước đó là dưới 30 nhưng bây giờ là dưới 15 thì được không được dùng. Điều thứ hai là bệnh nhân mà có hội chứng kháng phospholipid, có khá hội chứng kháng hội và thứ ba là những trường hợp mà có thai À, chúng ta biết là có thai thì những cái thuốc người ta gần như là không có nghiên cứu không có nghiên cứu không có nghiên cứu ở trong cái nhóm này nhóm thuốc mới là thường không nghiên cứu chắc là người ta sẽ đợi một lúc nào đấy mà có những hoàn cảnh vô tình để dùng phải đúng không ạ đợi như gom gom những ca vô tình à, những ca mà tai nạn đó thì người ta gom lại à thấy không sao xong dần dần mà người ta với mon men lên thấy những cái ca đầu tiên thì không sao bắt đầu người ta dần dần mon men người ta đưa vào nghiên cứu tuy nhiên những phụ nữ có thai đều thử nghiệm thuốc mới là gần như không có Luôn luôn là off-label Và Tại sao lại không dùng uh, Thuốc chống đông đường uống mới Hay là uh, thuốc kháng không phải kháng uh, Vitamin K đường uống Thì có những cái nghiên cứu Đây là một nghiên cứu mà tôi đi Tìm uh, sơ bộ qua cái Up to date Thì uh, đây là một nghiên cứu tên là Nghiên cứu CHAPS Trên 120 bệnh nhân Có hội chứng khác Phospholipid và người ta chia thành hai nhóm một à, có huyết khối thì chia làm hai nhóm một nhóm là dùng Rivaroxaban còn một nhóm thì dùng warfarin và theo dõi trong vòng năm à, trăm à, trong vòng 569 ngày đây thì kết quả là có 7 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 12% ở cái nhóm mà dùng Rivaroxaban thì tử vong bởi vì liên quan đến nhồi máu cơ tim và nhồi máu não và cái nhóm mà dùng warfarin thì không có bệnh nhân nào cả và nghiên cứu này phải kết thúc sớm đấy và người ta từ đấy người ta đưa ra khuyến cáo là không sử dụng thuốc chống đông đường uống không phải khám bệnh ca ví dụ như rivo savang hoặc dabigatran cho những trường hợp bệnh nhân có hội chứng kháng phospholipid và một điều cuối cùng là trong hội tim mạch châu âu cũng khuyến cáo là như này chúng ta nên thành lập các nhóm đa chuyên khoa để xử lý chậm xử trí những trường hợp tác động phổi cấp có nguy cơ cao là những trường hợp có tụt áp có sốc và có nguy cơ tử vong cao cái nhóm này ấy, nguy cơ tử vong có thể đến trên ba 30% và để sàng lọc à, trường hợp những trường hợp mà có nguy cơ trung bình nguy cơ tử vong trung bình cao huyết động ổn định tuy nhiên lại có dối loạn chức năng thất phải trên lâm sàng ở à, trên hình ảnh học và có tăng troponin À, khi mà chúng ta làm xét nghiệm máu cái nhóm này cần phải được thảo luận kỹ với một nhóm những người có kinh nghiệm và nó tùy thuộc vào mỗi bệnh viện à, nhưng mà thông thường nó từ bác sĩ hồi sức cấp cứu bác sĩ tim mạch phẫu thuật viên gây mê trần đoán nhảnh những cái nhóm đấy có kinh nghiệm ngồi bàn với nhau là lựa chọn những trường hợp vì trước đây chúng ta đã thấy là à có nhóm uh, trauma team rồi uh, mi team tức là những trường hợp mà đa chấn thương thì có một cái tim người ta đến hỗ trợ nào là ông cấp cứu hồi sức nào ông phẫu thuật à, mạch máu phẫu thuật à, chấn thương chỉnh, chấn thương và phẫu thuật bụng phẫu, à, và ông gây mê và ông truyền máu khi mà gây có bệnh nhân đa chấn thương là, à, là chúng ta có gọi là báo động đỏ cái báo động trong bệnh viện thì cái nhóm đấy phải xuất hiện thì trong trường hợp mà ta phải cấp trên thế giới hội thương mặt châu âu cũng khuyên là mỗi bệnh viện hoặc mỗi vùng nên có một cái đơn vị như này và thực ra thì ở Hà Nội đây thì chúng tôi thấy rằng là mặc dù chúng ta không có gọi một cái tim chính thức nhưng mà những bệnh nhân mà tác động phổi cấp mà mức độ nặng thường là chúng tôi cũng có được hỏi ý kiến và tất nhiên những trường hợp mà chúng tôi thấy là không thể làm được nội khoa thì chúng tôi cũng phải chuyển đến những trung tâm có thể phẫu thuật và những trường hợp nào mà có tiêu xúy được thì chúng tôi cũng phải đến hỗ trợ để có thể làm tiêu xúy cùng và à, tết vừa từ từ tết đến giờ thì thì có ba trường hợp à, hai trường hợp trong uh, quảng ngãi và một trường hợp ở phú quốc cũng uh, chúng tôi cũng hỗ trợ để uh, là tiêu chữa huyết cho bệnh nhân hai trường hợp để không tiêu chữa huyết các anh ấy hỏi là có tiêu chữa huyết hay không tôi và không nên bởi vì có những chống chỉ định vì cũng không cần phải tiêu chữa huyết và các anh cứ làm như thế Ví dụ trong đó phú quốc là có bệnh nhân ở bệnh viện bệnh viện vinmec À, các bác sĩ trực ở đấy gọi thì nói là bệnh nhân người nga tao bệnh phổi mà ông tới cận 200 cân và à, bây giờ tao bệnh phổi thì huyết động à, thì có lúc được lúc không nhưng mà à, bệnh nhân được à, bệnh nhân lại có cái chống chỉ định nhất định với lại tiểu suất và ở đây thì không mổ được và tôi cho à, thuốc vận mạch cũng như là eparin truyền liên tục thì à, ông ấy ổn dần ổn dần và ông đã xuất viện được rồi đó là cái câu chuyện mà à, khi chúng ta có kinh nghiệm khi chúng ta có à, sự thảo luận với nhau để tìm ra cái hướng tốt nhất cho bệnh nhân thì có thể là có kết quả sẽ tốt hơn và chúng ta cũng nên chia sẻ trách nhiệm với lại các đồng nghiệp thì cảm ơn các bạn đã quan tâm bài giảng và chú ý lắng nghe và cảm ơn à, các bạn có hỏi hỏi gì không ạ vì chúng ta còn một mười uh, 10, 15 phút để thảo luận trước khi sang cái bài dành cho thầy ước thầy trình uh, sau à, cơ rất là hay đấy, bởi vì chúng tôi khi mà làm nghiên cứu thì cứ tò mò đủ các kiểu, nên là tất cả các bệnh nhân đều được làm bi lăng tăng đông, bi lăng tăng đông, làm polycyprine antithrombin ba hội chứng kháng đông lưu hành, là tìm kháng đông lưu hành, anticoagulipin rồi ngay cả lupus, chẩn đoán cả lupus nữa, thì thông thường là hay thường gặp cho những người trẻ mà không có một yếu tố nguy cơ thì nhìn thấy bằng mắt thường nào khác đặc biệt là có thể là gặp những nữ mà đã gặp sảy thai một vài lần rồi những trường hợp đấy thì chúng ta nên 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 trước khi chúng ta quyết định cho chống đông kéo dài bằng những cái thuốc này thì chúng ta nên làm cả cái bi lăng tăng đông vì trong quá trình đấy chúng ta phải quyết định xem là chúng ta dùng chống đông cho bệnh nhân đến bao giờ nếu mà nguy cơ tái phát nhiều thì hội chứng kháng phospholipid được xem là nguy cơ tái phát cao. thì chúng ta khuyến cáo được hội hội tim mạch châu Âu khuyến cáo là dùng kéo dài. khi dùng kéo dài thế thì chúng ta hoàn toàn có thời gian để à, tìm thêm cái à, yếu tố tăng đông đặc biệt là bệnh nhân có hội chứng kháng phospholipid hay không để chúng ta à, hoàn toàn có cơ sở và làm được. đấy à, bệnh nhân tôi mà dùng cái thuốc chống đông à, rivaroxaban dài nhất cho đến nay mà dài nhất Việt Nam lâu nhất rồi ấy, là 6 năm rồi. Một anh uh, 23 tuổi anh như bị uh, tắc động mạch phối. Anh bị ngã cái mà anh uh, đau chân xong thì vào khoa ngoại chuẩn bị uh, chuẩn vào khoa ngoại chuẩn bị để người ta chụp chiếu để mổ gì anh ấy nghĩ là mổ vì đau đau hơn mức bình thường. Anh đi đi ra toilet thì anh bị ngất, anh đưa xuống chỗ tôi thì uh, chẩn đoán tắc mạch phối và tiêu xuất xong ổn ổn định xong xong thì trẻ như thế chúng tôi tìm đủ nguyên nhân thì anh bị khạn cái hội cái bị bị giảm cái antithrombin ba antithrombin ba của anh dưới 10% mà cái lúc đấy chúng tôi chưa dùng cái thuốc gì để ảnh hưởng Như khám kháng nguyên ca chưa dùng mới dùng eparin không thôi dưới 10% và cái theo tôi hỏi hồi đấy chúng chưa có nhiều kinh nghiệm thì tôi hỏi các thầy nước ngoài trao đổi nhiều thì các thầy vào cái nhóm này tái phát dễ lắm cho nên mày khuyến cáo bệnh nhân là dùng lâu đi thì, à, bệnh nhân được sau đó thì cho ra viện và dùng rivaroxaban dùng seranto à, bệnh nhân à, dùng được mà 2 năm thì cưới vợ cưới vợ thì à, anh ý, à, bảo là bà cô bà mẹ và nó là nhà có con duy nhất và à, bây giờ cái thuốc này là thuốc mới không hiểu là có ảnh hưởng gì đến chuyện à, à, con cái không thế bác sĩ thử à, xin dừng phát để trong cháu có thai cái xong lại à, dùng lại thế thì tôi cũng mủi lòng và cũng thấy là dùng hai năm rồi và cho aspirin chuyển sang dùng aspirin dừng aspirin dùng aspirin, dùng aspirin được có 2 tuần ông lại vác một cái sân sưng bù đến lại y chang thế thì chúng tôi lại buộc dùng lại và lúc cái vợ nó cũng đi theo thì lúc đó siêu âm thai của nó là 3 tháng vợ thai 3 tháng thế lúc đấy dừng là một câu chuyện vô ích à, bệnh nhân dùng đến bây giờ à, dùng bây giờ thì ông ấy dùng dùng uh, 15 mg. Dùng 15 mg ngày mà trước đây hồi đó ngày xưa thường hay khuyến cáo 20 nhưng mà bởi vì bệnh uh, nhân có tăng men gan và tôi tìm đủ loại tăng men gan thì không có rõ nguyên nhân. Và ông dừng thử dùng rượu rượu không được uống rượu nó với công an trong vòng 3 tháng vẫn cái tăng men gan 40 50 70. Thế rồi dù chuyển xuống 15 mg một ngày thì thấy không tăng men gan nữa. Thì uh, đây khuyến cáo mới nhất của hội tim mạch châu Âu là đôi khi mình làm như thế nhưng mà hội trên mặt châu Âu thì bây giờ người ta cũng khuyến cáo rằng là trong một số hoàn cảnh anh có thể giảm liều uh, giảm liều thuốc chống đông đường uống hay giảm liều như là rivaroxaban băng thì giảm xuống 10 thì hoàn toàn có thể giảm xuống 10 đấy chúng ta có thể xem xét để giảm xuống 10 mg sau khi đã dùng 6 tháng đầu tiên đó như thế Okay. Cái chuyện là vì là bác sĩ chuyên khoa tim mạch mà tôi thấy nhiều bác sĩ là thích đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới lắm nhá. Thì tôi vẫn nói rằng là lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới người ta cũng khuyên là chỉ đặt trong hai trường hợp thôi. Một là anh chống chỉ định thuốc chống đông và hai là dùng thuốc chống đông tốt đủ liều rồi nhưng mà vẫn bị tái phát. Hai việc đấy các anh cân nhắc một số anh cứ bảo thấy hút khối to di động to hay di động để bệnh nhân nằm yên dùng thuốc chống đông cho 72 giờ khi chống đông tốt thì khả năng nó di chuyển nó ít và nó ổn định rồi thì chúng ta không chống chỉ định gì thì dùng đặt lưới lọc làm gì lưới lọc sau lại phải người ta ưu tiên là những trường hợp đặt xong rút ra thì bên chỗ bệnh viện đọc y thì trước là các anh thích đặt lắm nhưng bây giờ thấy nói nhiều lần thì các anh sẽ không thích đặt không thích đặt nữa và Uh, nhiều trường hợp là thực sự là chống chỉ định chống đông như là xuất huyết não xong rồi bị huyết khối thì tác động phổi bây giờ chúng tôi không dùng chống đông được là phải đặt lưới lọc mới đây là cũng có một bệnh nhân hiện nay có một bệnh nhân này bị tác động uh, bị tác động phổi và huyết khối tĩnh mạch sâu trên nền sợ ung thư đại ung thư dạ dày lại chảy máu khi đặt lưới lọc khi thấy ổn ổn chúng tôi phải đặt lưới lọc đặt ổn ổn thế cho thông, thuốc chống đông Châu Đông lại thấy chảy máu và đây thì thôi dừng hẳn không dùng nữa nhà vợ chắc là không qua được về nặng lắm thì chỉ là lưới lọc chỉ đặt trong những trường hợp như thế thôi các bạn hỏi gì đó

thì à, chúng ta biết là bọn để bóc tách các nghiên cứu riêng rẽ ra thì đặc biệt là chưa chưa có sự kết hợp giữa lâm sàng và xét nghiệm ấy thì à, à, chúng ta chưa chúng ta đều thấy có những cái sự mismatch giữa cái cái kết luận như là trong cái guideline thì trong cái sơ đồ chẩn đoán và cái lược đồ chẩn đoán tăng phổi cấp chúng ta thấy rất rõ là nếu mà nguy cơ tăng phổi trên lâm sàng mà thấp à thì chúng ta phải dùng ddme thấp mà ddme âm tính thôi đừng chụp nữa Và thứ hai là nếu mà ddme dương tính ddme cao thì chúng ta chụp chụp lên có thấy động tác nội phổi hoàn toàn là chúng ta phải điều trị vì thấy huyết khối là có chuyện không có không có chối cãi gì à còn cái việc mà chúng ta quan tâm là chúng ta không thấy cái gì à thì nó là hợp lý bởi vì cái nhóm đấy rất là thấp nhóm đấy rất là ít thì à, anh không cần làm gì anh à, tìm những vấn đề khác mà điều trị cho bệnh nhân thì à, vì à, trên cái tổng thể là anh có để đó 3 tháng không làm cái gì thì khả năng bệnh nhân nặng lên cũng không cao để cân nhắc đến nguy cơ và lợi ích trả lại những bệnh nhân mà nguy cơ thì cao nguy cơ thì cao à, mà chúng ta lôi bệnh nhân đi chụp chúng ta không làm đến men vì nguy cơ cao thôi mà thì tất cả thang điểm đây đều do bác sĩ đánh hết nguy cơ cao chúng ta đưa bệnh nhân đi chụp chả thấy huyết khối gì cả à, thì câu chuyện bằng chứng và người ta tin rằng khi anh không thấy huyết khối với những cái CT cao như CT mà đa dãy với độ chính xác cao khi không thấy huyết khối thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thời gian để theo dõi nếu theo dõi gì đặc biệt nếu bệnh nhân mà thấy huyết khối tĩnh mạch sâu kết hợp với MCT CT động mạch phổi không thấy huyết khối trên động mạch thì đồng nghĩa về là việc là chúng ta chấp nhận đó là những vùng rất là xa chúng ta không có với tới được chúng ta không chẩn đoán được nhưng mà cái logic vấn đề mà nói đã có huyết khối tĩnh mạch sâu có triệu chứng trên động mạch phổi hoàn toàn có đó là một cái triệu chứng ở mực ngực tất nhiên là không phải thuộc cái nhóm mà chắc chắn là cái nhóm nặng là không có rơi vào cái chuyện hợp đấy. Chúng ta hình dung là những bệnh nhân mà đã có sốc thì không rơi vào trường hợp mà nửa nọ nửa kia như thế cả. Về trường hợp sốc là khi mà đã có sốc là thường anh 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 thấy thấy là cũng sự tương tác giữa tim phổi và và mức độ nặng của tác động phổi gọi là chỉ số gọi là SI đấy. À, không có sự song hành giữa việc là SI cao à, tuyệt đối với lại trường hợp sốc có những trường hợp sd SI cao tác động phổi cả hai nhóm rất rất là cao tuy nhiên huyết động hoàn toàn bình thường nhưng mà một khi huyết động đã đã thay đổi thì phải phải chấp nhận là phải thấy một cái gì đó ở trên động mạch phổi chứ không phải chuyện là anh thấy động mạch phổi trống trơn chẳng có tí huyết khối nào mà lại dẫn đến bệnh nhân bị bị sốc cả vì vậy cái những trường hợp chúng ta đang nói ở đây là những trường hợp vùng xám và những trường hợp mà trên lâm sàng không có dối loạn huyết động khi không có dối loạn huyết động hoàn toàn có chúng ta có đủ thời gian để để, để mân mê và theo dõi bệnh nhân là như thế và trong những trường hợp mà vùng xám như thế hãy cố gắng tìm cái huyết khối tĩnh mạch sâu nếu cái huyết khối tĩnh mạch sâu là hiện hữu thì chúng ta điều trị như một trường hợp tác luận phổi cấp mà huyết động ổn định và điều thứ hai nữa là chúng ta vẫn phải luôn luôn theo dõi cái nguy cơ nguy cơ thuyên tắc khối tĩnh mạch dựa vào các uh, uh, các các uh, thang điểm như là gọi là thang điểm đua uh, đối với bệnh nhân uh, nội khoa hoặc là uh, Caprini đối với nhân ngoại khoa để chúng ta dự phòng cho bệnh nhân. Còn những trường hợp đã đưa vào khuyến cáo chúng ta yên tâm một là khả năng uh, rơi vào những trường hợp đấy là ít. Và thứ hai là an toàn chấp nhận được. Và chúng ta cũng không, không phải cái nào là tuyệt đối hết cả. Chúng ta đó là những trường hợp rất đặc biệt chúng tôi lâm sàng hoàn toàn là, à, có những bệnh nhân tác động phổi không triệu chứng tác động phổi không triệu chứng có cái loại đấy việc một và chúng ta là làm sao để bệnh nhân không bị tái phát còn tái phát là cũng có nguy cơ thế mà? nói thật là cho nên bây giờ về mặt khuyến cáo là không có thế là một khi mà rối loạn huyết động mà chúng ta không chụp được thì phải có siêu tim thì đúng là thiếu khuyến cáo là bài bản như thế vì bây giờ nó có những trường hợp mà bất khả kháng ví dụ bây giờ anh em mình mà đi về tuyến cơ sở nhá và về tuyến huyện nhá không ai siêu tim nhá thì gặp bệnh nhân có xương chân đấy bệnh nhân đến là có sốc xương chân hoàn cảnh huyết khối rõ ràng đúng không Chúng ta làm gì? Làm cái điện tim. Chúng ta khám lâm sàng thấy uh, suy thất phải. Lâm sàng là gì? Đó là tĩnh mạch cổ nổi đó là gan to có thể các thể phù. Và điều thứ hai là chúng ta làm siêu tim. À làm 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 điện tim. Điện tim có thể S1 Q3 T3 thường hoặc là T âm ở V1 V2 V3. Nó cái cái nghiên cứu của chúng tôi ở người Việt Nam là thấy trong những trường hợp mà bị bị sốc tác động phổi đấy, thường cái dấu hiệu nó có giá trị lắm dấu hiệu uh, uh, tăng, uh, uh, tăng gánh thất phải uh, cấp ở trên bệnh nhân có tăng bệnh phổi trên điện tim uh, cũng rất có ý nghĩa thì uh, nếu mà trong trường hợp mà như thế thì chúng ta cũng chẳng cái cách nào khác nếu không chống chỉ định gì với tiểu thuyết chúng ta có thể thể tiến hành nhưng mà nói thẳng ra là nó không có nằm trong một khuyến cáo nào cả thì uh, chúng ta là phải rất dũng cảm với thực hiện những cái việc đấy